Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi và mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi này có nội dung như sau: theo anh Dương thì nên mua iPhone 12 hay là S23 FE? Em thấy giá hai máy này cũng ngang nhau, anh phân tích chi tiết giúp em với nhé. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi, thế đầu tiên chúng ta sẽ phải xem là giá bán của hai dòng này nó như thế nào với đã. Mình có tham khảo tại website của Cellphonet, S23 FE bây giờ đang có mức giá là khoảng 11.990.000 đồng. Còn iPhone 12 thì đang có mức giá là 11.890.000 đồng. Nghĩa là hai dòng này lệch nhau rất là ít, chỉ tầm khoảng 100.000 thôi. Như vậy thì chúng ta có thể coi như là giá bán của bộ đôi sản phẩm này đang là bằng nhau đi nhá. Đấy, thế thì mình sẽ so sánh như sau. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì cả hai dòng này đều có hộp phụ kiện không đầy đủ, có cũng như không đấy, coi như là bằng hòa, bởi vì cũng chỉ có cáp thôi chứ cũng không có ốp lưng hay là cũng không có củ sạc. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với cá nhân mình thì mình thấy là đầu tiên là cái phía mặt trước thì S23 FE trông nó đỡ bị cái tai thỏ chiếm dụng diện tích nhiều, nên là trông nó cũng sẽ đỡ xấu hơn, mình không thích tai thỏ tí nào cả. Tuy nhiên là viền màn hình của S23 FE thì nó lại dày hơn so với cả iPhone 12 đấy nhé các bạn nhé. Cái tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước của iPhone 12 nó lên tới là 86%, còn S23 FE nó chỉ là 83,2% mà thôi. Rồi, tiếp tục nữa nào. Về cảm giác cầm nắm ấy, thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12, bởi vì iPhone 12 nó sẽ mỏng hơn nhiều và nhẹ hơn nhiều so với cả S23 FE. Còn về mức độ hoàn thiện thì cả hai sản này đều hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP68. Thế nhưng mà cái IP68 của Apple nó khác lắm. Nó ngâm được ở độ sâu 6m trong vòng 30 phút thay vì ngâm ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút như là của Samsung hay là các thiết bị Android khác. Đấy, nếu mà như một hãng nào đó thì khéo ghi họ sẽ không ghi là IP68 đâu, mà vớ vẩn họ còn ghi là IP6.8 ấy chứ, cho nó hoành tráng đúng không? Rồi, ok. Tiếp tục nữa nào. Về phần màn hình thì sao? Màn hình ý, thì nếu bạn cần một cái chiếc điện thoại có màn hình kích thước lớn hơn này, rồi là có độ sáng cao hơn, tần số quét mượt mà hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn S23 FE. S23 FE thì nó có tần số quét là 120Hz, màn hình 6,4 inch sẽ lớn hơn 6,1 inch. Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, là về cái độ chi tiết của màn hình ý, thì iPhone 12 tốt hơn hẳn so với S23 FE đấy nhé. Độ phân giải màn hình của iPhone 12 là cao hơn Full HD cộng đấy, nó là 1170p đấy, và cái mật độ làm ảnh cho ra nó sẽ rơi tầm khoảng 460 ppi, nó sẽ cao hơn nhiều so với mức 403 ppi. Tuy nhiên nếu mà để mà lựa chọn cái màn hình nào mình thích hơn thì có lẽ là mình sẽ lựa chọn S23 FE. Tại vì sao? Tại vì với mình thì mật độ được ảnh trên 400 ppi là đã quá đủ sắc nét đối với bản thân mình rồi. Và lúc đấy thì mình cần một cái màn hình nó mượt mà về cái trải nghiệm vuốt chạm. Và mình cũng cần một cái màn hình nó có kích thước lớn hơn một chút để mình có thể giải trí được sướng hơn. Đấy, vậy nên là mình mới lựa chọn màn hình của S23 FE nó là như vậy. Chứ còn nếu mà bạn nào mà quan tâm tới độ chi tiết nhiều hơn thì sẽ là màn hình của Apple nhé. Màn hình của iPhone 12. Về phần hiệu năng thì sao? Nếu mà về sự tối ưu hóa về con chip ý, thì con chip Apple A14 ở trên iPhone 12 nó sẽ được tối ưu tốt hơn so với cả con chip Exynos 2200 ở trên S23 FE. Đấy, tuy nhiên con chip Exynos 2200 nó cũng không phải là một chip đến nỗi tệ. Tất nhiên nếu bạn muốn chơi những tựa game nặng ý, thì rõ ràng là con chip này nó sẽ không đáp ứng được rồi. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là nếu mà chúng ta sử dụng thông thường thì mình nghĩ là cái bộ nhớ trong nó sẽ quan trọng hơn. Đấy, và bộ nhớ trong tối thiểu ở trong cái tầm giá này của S23 FE nó đã là 128GB rồi. Còn iPhone 12 thì cũng với cái tầm giá 12 triệu chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được cái phiên bản bộ nhớ trong có 64GB mà thôi. Đấy, thì nó sẽ thiệt thòi hơn rất là nhiều so với bộ nhớ trong 128GB của S23 FE. Về camera thì nếu mà bạn cần một cái điện thoại có camera đa dụng hơn thì sẽ là S23 FE. Nó sẽ có camera tele, chụp ảnh xóa phông với cả zoom xa các thứ của nó sẽ chất lượng hơn so với cả iPhone 12. Còn iPhone 12 thì nó sẽ có cái phần khẩu độ mở nó lớn hơn, chụp ảnh thu sáng nó sẽ tốt hơn, nhìn hơn một xíu đối với cả camera chính. Và cái phần quay video và thu âm ấy thì mình cũng sẽ đánh giá cao iPhone 12 hơn. Về pin thì mặc dù là S23 FE nó là một cơ sở pin rất là bình thường thôi, nếu như không nói là tương đối yếu, với viên pin là 4.500. Đấy, tuy nhiên là với cái dung lượng nó lớn hơn nhiều so với iPhone 12, nhưng mà trải nghiệm thực tế pin của hai sản này mình đánh giá là nó cũng khá là tương đồng với nhau. Về các yếu tố khác thì về loa ngoài là loa kép cả hai sản đều có. Nhận diện sinh trắc học thì S23 FE nó sẽ có vân tay bên trong màn hình, còn iPhone 12 thì nó sẽ có nhận diện khuôn mặt 3D. Đấy. Còn về thương hiệu thì mình sẽ luôn luôn đánh giá là Apple là tốt hơn Samsung, bởi vì Apple là gần như là không sản xuất điện thoại giá rẻ. Về sóng sánh nghe gọi thì
hai sọc này đều ở mức độ đủ ổn thôi, chúng nó không quá tốt như là sọc sánh gọi của mấy điện thoại tàu đâu. Đấy, nhưng mà về wifi thì S23 sẽ có phần nhỉnh hơn so với iPhone 12. Thế thì vậy trong hai sọc này chúng ta sẽ lựa chọn sọc nào? Thì vừa nãy mình cũng đã so sánh rất là chi tiết hai cái sọc này với nhau rồi, thì các bạn sẽ xem là mỗi cái ưu nhược điểm của từng sản phẩm đó là cái gì để đưa ra cái lựa chọn hợp lý nhất. Nếu bạn cần một cái điện thoại có màn hình lớn hơn này, có camera tele rồi là chụp ảnh cái thứ nó đa dụng hơn, tần số quét màn hình nó mượt mà hơn, bộ nhớ trong thoải mái hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn S23 FE. Còn nếu bạn cần một điện thoại có thương hiệu tốt hơn, có cái con chip được tối ưu ngon hơn, có cái phần kháng nước kháng bụi về lý thuyết là nhỉnh hơn, quay video thu âm tốt hơn, rồi sau này có thể là mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, nhiều phụ kiện đi kèm hơn, thời gian sửa chữa nó nhanh hơn, đấy kiểu như vậy, thì sẽ là lựa chọn iPhone 12. Vậy trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sọc nào trong hai sọc này? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của bộ đôi sọc này tại website của Cellphone S qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.